Xin chào tất cả các bạn ha. Rồi, hôm nay mình sẽ trồng cái cây bồ đề mini này. Cái cây này á thì mình nhổ rồi từ trước đúng không? Nhưng mình đi ngoài kia kìa, mình nhổ ngoài kia. Rồi mình nó dài lắm các bạn. Nó cao lên vậy nè. Rồi mình cắt đi. Cắt đi nó mọc ra hai cái nhánh như vậy. Đây. Hôm nay mình sẽ trồng nó vô đây, vô nhỏ như vậy. Mình chơi cây bồ đề mini. Mình uống sữa lại sơ sơ đó. Đây, mình sẽ trồng lại ha. Đây. Đất trồng. Cái này có rễ cũng đẹp đó các bạn. Các bạn nhìn thấy rễ nè. Đó. Cây này, mấy cây bồ đề này họ cho mình nhiều lắm. Nó hay mọc lên mấy cái bờ tường với lại mấy cái hàng rào đâu á. Nhằm khi sân thượng rồi nó cũng mọc chảnh mà không biết sao á. Chắc chim nó ăn ỉa hay là sao á. Hay là gió bay gì hạt hay gì sao nó ưa mọc mấy cái bờ tường mấy cái khe mà nứt hay mọc. Cây này cũng là một cây rất là dễ sống, dễ trồng. Dễ chơi. Mỗi tội cái lá lớn. Lá lớn nên chơi mini ít người chọn đó. Mini thì người ta thường chọn những cái cây lá nhỏ, càng nhỏ thì càng tốt. Mà mình thì có cây nào chơi cây đó, chơi cho vui mà, chứ cũng đâu có bán buôn gì đâu. Trồng chơi cho vui đây thôi. Mình sẽ uống lại, sửa lại cái cành chút xíu. Cái cành bên kia mọc nó hơi ga quá, mình sẽ uống lại, uống sữa cái cành trên này cho nó đẹp chút xíu. Đưa nó lên một chút. Đưa nó lên một chút. Cho nó ra một chút.
nước. À, mình sẽ kiếm một ít gông để mình đắp lên. Mình đi ra ngoài mình gặp mấy cái gông này là mình hay hay bứng về để dành lắm, để mình trồng mấy cây nhỏ nhỏ mình đắp lên. Cái cây bonsai mà nó có gông nhìn cũng đẹp, nhìn nó đẹp hơn, nhìn cái cây nó đẹp hơn mà không có gông. Đây một em bồ đề mini. Đây, xong rồi các bạn. À, các bạn xem cho kỹ lên ha. Đây. Các bạn xem kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Để tiếp mình sẽ làm những cái clip tiếp theo. Rồi. Rồi, chào các bạn ha.